mới tinh. 3 năm qua rồi. Và em này hàng mạng về nha các bác. Hàng mạng về cực kỳ đẹp luôn. Em này mà các bác vá những cặp full năm 15725 rồi các bác, cực kỳ phê luôn nha. 2 bát 40 rồi các bác. Chơi bot thì gọi là vô tư các bác. Chơi bot còn 2 cặp 601 càng đét luôn. 2701 210.2. 34 cặp 301. Rất là mới, có nhìn ốc này. Sân tròn đường tí vào là có 6 ly. Được tàng kìm một bộ da ba lăng nha các bác, để các bác cắm nối từ vàng xuống. Và trạm loa này mới tinh. Đấy. Cái nguồn của nó này các bác, phê không? À, sưu tầm thôi. Con này giá 14 triệu nha, 14 triệu đã bao gồm phí ship. Tàng kìm một bộ da ba lăng. QC mới 2000A. Cực kỳ đẹp. Rồi, về tổng quan của em nó thì gọi là không điểm nào là mà chê được từ những cái phun lùm nó mới này. Đấy. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Bác nào chốt thì alo cho em, cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên. 1-2 triệu đó là em ship bằng tận nơi, còn chiên khoảng đủ thì em bớt 200, còn 13,8 triệu. Đi vào nội thất bên trong, em sẽ mở cái nắp này lên để các bác cùng xem. Đây, các bác thấy nó mới không? Phê không? Như vừa xuất xưởng luôn các bác. Tăng phô này, cái vết những cái bảng keo tản nhiệt này nó còn phê luôn. Đấy, từ linh kiện này, mới tinh. Mỗi vé nó chạy là 8 tổ lục nguồn, tổng là 16 tổ lục nguồn. Có nhìn những dây này. Ui dồi ôi, luôn nó mới. Đó, có thể từng linh kiện này. 14 triệu bao ship, bao nào cọc tiền, cọc 1 triệu rưỡi trở lên, em ship hàng thẳng nơi. Một con QC mới 2000A, nó đẹp gọi là ngất ngây khô tay luôn. Nhìn này các bác. Đấy. Rồi, video này là kết thúc video giới thiệu con QC mới 2000A em mới về trong sáng ngày hôm nay. Nó quá là đẹp, gọi là cực kỳ mới luôn. Hàng gọi là tuyến chọn sưu tầm kỹ lưỡng. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này nếu các bác nào muốn sở hữu con 2000A này. Con rất là ngon ở phân khúc tầm tiền mà khó để những cái sản phẩm mà gọi là ngon bổ rẻ, ngon hơn tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Và thứ hai em nhắc tới là QC và RBL thì nó giống nhau nha các bác. Nó có liên kết với nhau nên là con QC ấy. Thường thường QC mà dùng chung với cấu hình của RBL á thì QC nó sẽ rẻ hơn 500 nếu mà dùng chung cấu hình. Đó là giá trị thương hiệu đó các bác. Còn đây là con chỉ đỏ nha, con chỉ đỏ dòng EX á. QC EX 2500. Giá là 16 triệu nha các bác. Em về được có con thôi nha, một con thôi. Bên em có một con EX 1600 nữa nha các bác, 1600 nữa. Con này trang bị cổng chơi sấp nha, dây nguồn dinh này các bác, có cổng chơi sấp hơi này, trạm Nutrix và trạm bấm chiếu mõ chim này, mặt in USA, đường tín hiệu vào là có ba lăng, được tặng kèm một bộ da ba lăng để các bác kém xuống sấp nha. Con này mới về sáng ngày hôm nay luôn các bác. Hàng nội địa điện 110 nha các bác, bên em chỉ làm hàng nội địa thôi. Bác nào muốn xài những con nội địa xịn sò chất lượng thì mình các bác cứ theo dõi kênh của em. Và đây là con QC EX 2500 giá 16 bao ship, chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 15 triệu 800. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên, em ship hàng và giao hàng tận nơi. Đây là cấu hình bên trong của con QC 2500 mới tinh các bác. Cầu chì sứ, cầu lồ, tăng phô vàng. Em nó sử dụng 2 tăng phô, mỗi tăng phô nuôi cho mỗi vé. Mỗi vế là 8 tổ lục nguồn. Đây, nó hai vế đối xứng nhau nha các bác. Nghĩa là một phần như trên này nó y dưới phía dưới nó y vậy các bác. Đây. Đây là trạm loa, có hai cầu chì bảo vệ luôn. Tại vì dòng đẩy công suất lớn các bác. Những con này các bác nghi nung trực tiếp là cũng đã hay rồi, đừng nói chi qua vang qua đồ. Qua vang qua năng nữa, nghi đồ hai hung nữa. Đây là chất lượng và độ đẹp của máy, em mở ra các bác cùng xem, còn máy thì tất cả em bao zin hết nha. Bảo hành là trọn bảo dây, bảo hành bảo trì là trọn đời sản phẩm nha. Đây, có thấy độ đẹp của con hàng rưỡi chưa?
Em về được một con đấy, bác nào mình chốt con này thì alo cho em. Giá 16 bao ship. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào muốn theo dõi kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình. Ấn vào nút đăng ký các bác, ủng hộ kênh và được theo dõi liên tục những sản phẩm và video em lên sóng hàng ngày.